Sáng ngày 26 tháng 11, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi huyện Đông Anh tổ chức đại hội thành lập Hội Người Cao Tuổi huyện Đông Anh. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thế Toàn, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi thành phố Hà Nội, đồng chí Hoàng Kế Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, trưởng Ban Dân vận huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Tám, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cùng hơn 100 đại biểu chính thức tham dự đại hội. Tại đại hội, các đại biểu đã được Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh công bố quyết định về việc cho phép thành lập Hội Người Cao Tuổi huyện Đông Anh. Giai đoạn 2021-2024, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi huyện Đông Anh và cơ sở đã thực hiện hiệu quả phong trào tuổi cao gương sáng gắn với nhiệm vụ công tác hội. Trong đó, công tác chăm sóc người cao tuổi được xác định là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng. Trong 3 năm, đã có trên 18.000 lượt cụ được mừng thọ với tổng số tiền 10 tỷ 096 triệu đồng. Thực hiện tốt chế độ mai táng phí khi người cao tuổi qua đời với kinh phí chi trả trên 1 tỷ đồng. Chủ động trong việc phối hợp xã hội hóa các hoạt động tình nghĩa, các cấp hội đã tổ chức thăm hỏi, trợ cấp, tặng quà cho 6.244 lượt hội viên. Phối hợp với trạm y tế và trung tâm y tế, một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội tư vấn thăm khám sức khỏe cho trên 77.000 lượt người. Bên cạnh đó, các cấp hội còn phát động, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phong phú và đa dạng giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Trong phong trào thi đua, làm kinh tế giỏi, nhiều người cao tuổi đã phát huy khả năng thế mạnh của mình tham gia phát triển kinh tế gia đình. Qua 3 năm, trên địa bàn huyện đã có 1.118 người cao tuổi đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi các cấp. Năm 2023, có 4 hội viên được Trung ương Hội và Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi thành phố Hà Nội khen thưởng. Đặc biệt, trong đó Hội Người Cao Tuổi cơ sở còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng huyện Đông Anh thành quận bằng việc làm thiết thực như hiến 1.146 m2 đất, đóng góp 3.371 ngày công, ủng hộ 724 triệu đồng tiền mặt, tích cực tham gia công tác đảng, chính quyền, mặt trận, thanh tra nhân dân, đoàn thể, hòa giải ở cơ sở. Qua đánh giá, hàng năm có 100% hội cơ sở, chi tổ hội đạt danh hiệu hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 95% hội viên đạt danh hiệu tuổi cao gương sáng. Năm 2023, Hội Người Cao Tuổi huyện Đông Anh được Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua tuổi cao gương sáng. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi thành phố Hà Nội đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi huyện Đông Anh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị các cấp hội tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hướng về cơ sở, xây dựng chi hội, tổ hội trở thành cơ sở hạt nhân vững mạnh, làm nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền để thực hiện có hiệu quả sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Tiếp tục mở rộng hơn nữa các loại hình tập hợp thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia sinh hoạt hội, phát huy vai trò nòng cốt, uy tín, kinh nghiệm của người cao tuổi tham gia xây dựng đảng, chính quyền tích cực hơn nữa trong các bình đời sống xã hội, kịp thời động viên khích lệ người cao tuổi nêu gương sáng, gương mẫu thực hiện các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Tại đại hội, các đại biểu cũng đã thảo luận và làm rõ hơn kết quả đạt được trong công tác hội người cao tuổi trên địa bàn huyện thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Vâng, hôm nay được dự đại hội thành lập Hội Người Cao Tuổi huyện Đông Anh thì bản thân tôi là rất phấn khởi và được nghe báo cáo của đồng chí trưởng ban đại diện thì tôi rất phấn khởi và đồng tình cao. Qua các tham luận của các đại biểu thì tôi thấy là các đại biểu tham gia tham luận rất là sôi nổi và tôi kỳ vọng rằng sau đại hội khi mà ban chấp hành Hội Người Cao Tuổi huyện Đông Anh được thành lập thì sẽ là điểm sáng và để đề ra những cái chương trình mới cho tất cả các hội viên của Hội Người Cao Tuổi huyện Đông Anh được thể hiện được cái vai trò của mình là tuổi cao gương sáng và làm tốt cái phong trào là ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền. Trên tinh thần đoàn kết dân chủ, đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành Hội Người Cao Tuổi huyện Đông Anh gồm 29 đồng chí.
bầu ban thường vụ, ban kiểm tra và các chức danh chủ chốt. Đồng chí Nguyễn Trí Cường, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi huyện, được bầu làm chủ tịch Hội người cao tuổi huyện Đông Anh. Hiện nay thì cái đại hội cũng đã thành công tốt đẹp, cũng đã bầu được 29 ông bà vào ban chấp hành và 7 ông bà vào ban thường vụ. Đặc biệt là cũng đã bầu được là chủ tịch và phó chủ tịch cùng với lại trưởng ban kiểm tra của Hội người cao tuổi huyện năm 2024. Ban chấp hành chúng tôi cũng sẽ thực hiện tốt những cái chương trình nghị quyết đại hội đã đề ra và quyết tâm xây dựng Hội người cao tuổi huyện Đông Anh ngày càng phát triển bền vững và mạnh mẽ hơn, và đặc biệt là quan tâm đến chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã tặng hoa và bức chướng chúc mừng đại hội thành lập Hội người cao tuổi huyện Đông Anh.